Good afternoon cả nhà. Ngọc Ánh xin kính chào cả nhà. Cuối tuần vui vẻ ha. Bữa nay là tuần lễ đầu tiên của mùa Spring 2021, 27 tây tháng 3 2021. Mùa xuân đã về bên Bắc Cali rồi. Rất là đẹp. Thời tiết muôn hoa bắt đầu nó nở rực trời hết. Bữa nay mình lần đầu tiên mình dẫn mấy đứa nhỏ đi lên một cái park này. Nó nằm ở bên phía bắc của San Jose. Nó qua một cái thành phố khác rồi. Thành phố này là thành phố Walnut Ridge. Nó qua khỏi cái hướng Pleasanton đi freeway 680 North đi về cái hướng Concord đó. Chỗ này rất là đẹp nè, thấy không? Thoáng mát dễ sợ luôn. Cái cầu tuột đó mà người ta design đó, đủ màu bảy sắc cầu vồng luôn. Mấy đứa nhỏ mà nó học màu sắc đi ra đây, mình dẫn con mình dạy con chơi đó, nó cho nhiều cái kỹ năng lắm nè. Chơi những cái leo nè, thấy không? Làm rock mà dành cho mấy em nhỏ nhỏ nè, cầu tuột đủ màu, vừa học hình thù rồi. Mà cái park này sang quá, phải dùng cái từ là sang. Mà tại vì họ làm mấy cái dù ra vậy nè, nó không có bị nắng nhiều, giống như trong Legoland hay Disneyland người ta gắn mấy cái dù này nè. Đó, thấy không? Cũng sang chảnh đó. Đó. Khu này chắc là thành phố chịu chi tiền nè, thấy không? Thay vì cái băng ghế đá mình ngồi nó rất là nóng ha, mà họ làm cái dù bung ra vậy có mưa cũng không có ướt lắm, mà nắng cũng không có bị shadow. Thấy không? Có sân chơi nè. Park này xanh miết ha. Đi về cái hướng freeway 680 mà qua khỏi Fremont đi lên cái hướng Pleasanton đó, với San Ramon đó. Cái vùng trên đây nó xanh miết luôn, evergreen chánh gốc. Có một cái bờ hồ đẹp dễ sợ luôn. Nãy giờ mình gặp một đàn ngỗng mà nó có ngỗng con, mình quay một cái clip khác rồi. Ha, hoa rất là đẹp bên trong đó, cái vườn đó nó gọi là vườn Heather Garden Farm. Bữa nay nó đóng cửa lúc 1 giờ nên mình dạo trong cái khu vườn hồi nãy rồi. Bây giờ hoa rất là đẹp. Xung quanh là người, nhiều người họ đem đồ ăn, đồ ra đây chơi nè. Rất là sạch sẽ, cái park này quá lớn luôn. Bữa nay trời bắt đầu ấm, bữa nay độ chừng 70 độ là thời tiết quá tuyệt vời ha. Tôi dẫn con rồi ra đây chơi, làm bết đề, làm sinh nhật tùm lum hết trơn à. Nãy giờ mình gặp nhiều người họ chụp hình đám cưới với chụp hình mấy bà bầu để làm những cái album kỷ niệm cho bà bầu. Ngọc Ánh vừa đi vừa quay ha, nên cái màn hình nó hơi bị screen, nó hơi nhúc nhích ha. Sorry cả nhà ai đang coi livestream ha. Hello chị Hòa. San Jose mình đi, mình explore San Jose xong rồi giờ mình đi qua vùng phụ cận, cũng là trong cái địa bàn chừng 5-70 mai thì cuối tuần nó không có kẹt. Một tiếng đồng hồ lái xe là mình tung tăng. Ngày thường mà khi mà đi làm lại lái xe ngồi freeway 1 tiếng rưỡi là chuyện rất bình thường ở cái Bắc Cali này. Thành ra cuối tuần mà mình chạy 1 tiếng nó cũng là chuyện nhỏ, không có gì gây gớm. Cuối tuần mình chạy 6-70 mai, đoạn đường xa nhưng mà cũng có 1 tiếng đồng hồ. Còn bình thường 20 mai, 25 mai cũng chạy 1 tiếng rưỡi ngày thường. Cái bờ hồ này chắc bờ hồ nhân tạo, đẹp quá đó. Ai muốn chạy bộ đi bộ gì ra đây là tung tăng đã luôn rồi nè, thấy không? Không được cho thú vật ăn, sợ ô nhiễm nó chết. Đó, có cờ Mỹ ha, mình đang ở Mỹ Bắc Cali. Rừng thông xanh miết luôn. Bắc Cali thời tiết 4 mùa rõ rệt đó. Xuân hạ thu đông lúc nào cũng đẹp đó. Hè là chạy ra biển, mùa xuân thì hoa nở rộ, không có thiếu một hoa gì ở đây hết trơn á. Tuần rồi mình đi lên trên cầu Golden Gate, cái khu Golden Gate Park có hoa anh đào, hoa tulip nở rực trời trên đó rồi, rất là đẹp. Mùa xuân là mùa mình nên đi ngắm hoa, nếu mà mình không bị allergy thì mình cứ đi ngắm hoa, đi ngắm xong về mình bị allergy thì mình cứ lấy thuốc mình uống vô là xong. Đen. Nhưng mà hoa nó đẹp quá, mình không ngắm mình có lỗi với thiên nhiên. Thượng đế tạo lên cho mình hoa đẹp cực kỳ, mấy ông họa sĩ ngồi ở nhà vẽ lại cho mình coi á, nó cũng không có sướng bằng nhìn ngắm rờ sờ ngửi ha. Mình phải phát huy hết những cái five sense của mình. Đó, chim nè, chim trời nè, thấy không? Ngỗng đó. Nó có đôi có cặp, nó hạnh phúc nè, thấy không? Nó đi nó cũng đi theo từng cặp nè, đó, rõ ràng không? Đó, uyên ương đó. Thấy không? Hai con á, thường thường nó đi nó hay đi một cặp đó. Còn nếu mà đi một đàn á là nó có con lãnh đạo. Nó bay trước rồi một đàn nó bay theo sau. Cái park này rất đẹp. Ai chưa đến cái park này thì cuối tuần mình thay vì mình đi ở dưới cái San Jose của mình, mình đi nhiều rồi thì mình đi khám phá ra những vùng phụ cận. Đây, để em quay cái này để cho mọi người biết cái chỗ này tên tuổi nó là cái gì ha. Ai có dịp thì cứ đi. Đó, Sentinel Grove. Đó, đẹp không? Nguyên một đàn ngỗng nè, ngỗng Canada nè.
Nó ăn cỏ xanh miết à. Nguyên một cái nhà này đẹp ha, quá đẹp ha. Đó, lễ mà học trò nó ra trường graduation đó, hoặc là đi prom đâu đó, chụp hình đẹp đó, đi ra đây mình chụp. Thường thường mấy cái bông, vườn bông hồng rồi là mình chỗ nó thích hợp cho mình đi chụp hình. Ở San Jose thì có vườn hồng San Jose, Palo Alto cũng có rất là nhiều vườn hoa. Bắc Cali này có rất là nhiều vườn hoa. Quan trọng là mình sắp chỉ xếp giờ mình đi thôi, chứ còn có những chỗ đó họ tính tiền, có những chỗ không có tính tiền. Mình search trên internet rất là nhiều. Đó, thấy không? Tung tăng nè, tung tăng với mấy tình yêu của mình nè. Quá là đẹp luôn, vàng sao mà say no được. Never say no with the nature. Đó, đẹp, đẹp là mình ra đây mình hít thở cái khí trời thiên nhiên á, phổi mình nó tốt mà có vitamin D và mình đỡ bị stress. Ngồi trong nhà hoài nó bị tù túng lắm. Hello em gái. Đẹp không? Trời mát rồi, đi ra ngoài park chơi, đi ngắm hoa, ngắm bông. Dạo phố họ làm cái vườn hoa cho mình đẹp cực kỳ không? Mình không đi mình có lỗi với mình á. Có lỗi với những người họ bỏ công họ làm landscape cho mình ngắm mà mình không đi ngắm. Đó. Thấy hoa cúc không? Hoa cúc đó, ở nhà mình có một bụi thôi. Họ rào cái hàng rào này là tại vì cái khu bên trong này một giờ họ đóng cửa. Có playground, có trọn gói luôn cưng ơi. Không đi là có lỗi với mình nha. Thấy cưng, cưng thấy không? Cái playground đẹp rực rỡ luôn. Còn đẹp hơn cái heo giờ phạt mình nữa. Bảy sắc cầu vồng luôn cưng. Có mấy cái shadow nó che nè. Không, bữa nay chỉ đi Walnut Creek. Từ nhà mình Nam Cali với lại Nam San Jose chạy đến đây 60 mấy mai. Đi freeway 680 độ chừng tiếng đồng hồ mà cưng. Không có kẹt xe đường mông lung qua khỏi khu Pleasanton San Ramon luôn. Đó, đẹp không? Cái khu vườn này bây giờ đó là 1 giờ nó sẽ đóng cửa mình. Còn bây giờ mình muốn ngắm hoa, mình chụp hình thì vô đây mình chụp ha. Đó, cái này gọi là Children Garden ha. Dành giống như trong phim Cinderella, công chúa rồi vậy đó. Đó, nhớ cái phim mà con thỏ không? Ha, Bunny gì đó. Rồi mấy con thỏ nó vô phá mấy cái vườn rau của ông Mr. McGregor gì đó. Quên rồi, không nhớ nữa. Nó có đề tên cái vườn dễ thương, dễ sợ luôn. Mấy nhỏ nó coi phim cartoon đó. Nè, chỗ này có cái dấu ấn nè ha. Nhìn là thấy có cái vòng tròn xe đạp ba màu. Hoa anh đào nở rực trời luôn nè. Mình không có xiên đi xuống với mảnh tika Stockton ở khúc dưới thì mình đi trong cái khu vườn này nó có mỗi thứ hoang chút một chút. Ừ, coi xong đi rồi chị gửi địa chỉ cho. Thấy chưa? Hoa đào nè. Hoa vàng nè. Đủ hết trơn luôn rồi, hoa poppy flower, hoa dại á. Hoa dại thay vì mình đi kiếm một cánh đồng thì trong đây họ trồng, họ chăm sóc kỹ lưỡng đó, thành ra nó rất là đẹp. Cái nào cái nấy nó bự mà nó tròn, nó căng mịn luôn. Cái hàng rào này thì nó chia biên giới là khu bên trong này. Là một cái khu vườn này nó đóng cửa, nó có giờ giấc mở cửa. Mình phải theo cái schedule của cái vườn này. Còn bây giờ nếu mà mình đi ngoài cái bờ hồ này thì nó là public view. Ai muốn đến, đến, muốn đi, đi. Không có chỗ nào tốn tiền hết. Chỗ này hoàn toàn miễn phí, bạc kinh miễn phí. Tại vì cái này là công viên. Đó, thì cứ đến. Từ bình minh cho đến hoàng hôn. Đó, coi vịt nè. Ra đây dạy con được nhiều nhiều kỹ năng sinh tồn lắm đó gái. Thấy không? Yêu thiên nhiên. Có sông, nước, cây, cối. Nhìn animal. Dạy màu. Cho nó nhảy nhúng gì cũng được hết. Đó, thấy không? Người Mỹ nè, người ta dẫn con người ta ra đây nhiều lắm. Khu này trên đây thì chắc người chỗ nào cũng là người Mỹ. Rồi vậy thôi, mình ở Mỹ là người Mỹ hết. Cuối tuần người ta dành thời giờ chơi với con á. Đi làm 5 ngày tuần, chủ nhật thì mình lo tinh thần, đời sống tâm linh. Còn thứ bảy là ngày của family day. Thành ra những cái gia đình ta bonding time với con đó là ngày thứ bảy là ngày family time nè, thấy không? Đó, thấy chưa? Rã rời không? Đó, ai nghiên cứu đọc sách thì kiếm cái lùm cây ngồi, có cái ghế sẵn nè, thấy không? Đã chưa? Sung sướng chưa? Đó, rồi đem đồ ăn ra đây ngồi ăn. Ăn bánh mì, ăn cái gì mà nó gọn gọn thôi. Rồi, đó, thứ bảy là vậy là sung sướng rồi. Chỗ này không được chơi scooter ha. No scooter, no skateboard. Mình mở cái cổng mình vô. Bây giờ mình quay hết nguyên cái park này cho mấy người coi luôn. Để mà ai muốn đi thì đi. Cái park này nó tên là cái này nè. Đó, Garden Hatter Farm. Đó. Mở cửa sau nửa giờ trước khi hoàng bình minh và đóng sau nửa giờ sau hoàng hôn. Nhưng mà mùa hè thì mình không biết làm sao đó, thấy chưa? Đẹp rực rỡ không? Đó, vậy sao chịu nổi. Đó. Cái park này tên là Hat
Water Garden Farm. Đó. Mấy đứa nít mà nó vô đây nó chơi nó mê không? Đó. Người ta trồng hoa trong những cái bồn bò hoa mà gọn vậy nè, nó không có nhảy lung tung ra ngoài. Mà hoa này nó có tính cách là hoa mà có mùi á. Mấy người mà học về biology á, học cái lớp mà về cây cỏ thực vật rồi đó. Đó. Họ chăm sóc đó. Những người mà chăm sóc cái khu vườn này là phải qua trình độ có đẳng cấp chứ không phải dân lơ mơ mà chăm sóc được cái landscape đẹp như vậy đâu. Phải có kiến thức về biology mà về cây cỏ thực vật, họ phải hiểu biết cây nào, loại nào, màu sắc, chăm bón làm sao chứ không phải dân lơ mơ đâu. Còn mình trồng nhà thì mình amateur, thành ra nó cũng hên xui. Đây là dân chuyên nghiệp landscaper rồi, họ thiết kế landscape rất là đẹp mà họ vô phân, họ chăm sóc rồi nó rất là chu đáo nè, thấy không? Thấy rõ ràng không? Đó, có tên có tuổi đàng hoàng nè, Wonderland nè. Đó, Howard. Nãy mình thấy có cái tên cái ông này trong cái phim mà bên này nè, đó. Mr. cái phim mà coi con thỏ nó phá đó, bên này đó, Mr. McGregor Garden. Đó, y chang trong phim cartoon mấy đứa nhỏ coi luôn. Đẹp không? Thấy cái gì màu tím tím là biết mấy đứa nít rồi, thấy không? Cưng chưa, ai có con gái dẫn lên đây điệu chụp hình đám nè, con trai cũng được, trai gái gì cũng được hết, cho chụp hình làm kỷ niệm. Đó. Đó, thấy không, chịu nổi không? Hoa gì sao chịu nổi, nguyên một luống luôn đó. Đó, đây nè, cái vườn hoa đề rõ ràng là Children Garden nè. Đó, vườn hoa của trẻ con nè, thấy không? Đó, đẹp chưa? Đẹp gì sao chịu nổi. Bắc Cali này có nhiều vườn hoa lắm. Đi nguyên cái mùa xuân từ đây đến tháng 5 tha hồ mà đi. Đi trễ nữa hoa nó tàn rụi hết. Hôm nay thời tiết 70 độ là coi như là không cần mặc jacket, rất là đẹp luôn. Ngày thường ai đi làm ở trong office rồi đó, thì cuối tuần cần một chút vitamin D, mình nên đi ra ngoài dạo phố. Mình đi ra phạt, không ra phạt thì chứ kiếm vườn hoa, còn không mấy đi ra biển, đi vô hiking. Chứ tù túng trong office rất là điên cái đầu. Nhìn computer riết chắc mắt nó mờ luôn á. Đó, ngày thường mình nội trợ đảm đang rồi cuối tuần mình đi chơi đảm đang luôn. Mình đi chơi mà cũng đi chơi đảm đang luôn đó. Chịu nổi không? Cúc này là cúc dại nè, Daisy nè. Ở nhà mình trồng được có 1-2 bụi à. Nhưng mà ở đây người ta trồng tầm cỡ của người ta là như vậy đó. Thấy chưa? Rồi cái Bobby Flower kìa. Ôi, màu sắc của thiên nhiên đó, như là một cái bức tranh của Thượng Đế. Đố ai mà vẽ đẹp như Thượng Đế. Chúa của muôn loài. Đó, thấy chưa? Cấp hạt này hoàn toàn miễn phí nha cả nhà. Bây giờ họ design nguyên cái khung này là cho hoa hồng nó nở nè. Đây nè, có tên có tuổi nè. English Rose Garden. Donation bởi ai đó. Trong đây nhiều người donation lắm. Mỗi người donation có tên của họ nằm ở trên cái đường đi luôn nè. Đó, đẹp chưa? Mỗi một cục gạch là có tên của những người donation đó. Đó, donation nhiều vô rồi tên được nằm với cục gạch. Đó, đẹp chưa? Rực rỡ luôn, thấy không? Nãy giờ có một cặp kia cứ đứng chụp hình bầu hoài, mình chờ vô cảnh này vô không được. Đó, cái nhà này gazebo. Thấy không? Hoa hồng bây giờ nó chưa có nở. Thường thường hoa hồng là tháng 5 bắt đầu nó rực rỡ luôn đó. Cái landscape này trong đây họ design theo vòng tròn. Hoa hồng không à, hoa hồng họ trồng theo cái trụ này nè. Đó, nó đeo xung quanh cái này nè, cao vậy đó. Đó, lá hoa hồng mà họ trồng tốt đến cái mức này là coi như là professional đó. Trong đây là phải là pro rồi. Mấy người này là nhân viên của thành phố mà, landscaper mà. Nhiệm vụ của họ là full time chăm sóc hoa. Còn mình là dân ở nhà là trồng chút chút thôi. Thành ra mình không có ai mà có đủ sức để mà maintenance cái nhà của mình to như vậy. Thành ra mình phải get away from the house and enjoy the outdoor beauty ở ngoài. Thấy không? Mình phải đi ra ngoài chứ không có cái nhà nào mà cho dù giàu cỡ nào giàu cũng không có thể nào ôm hết cái loài hoa trên cõi đời này vô cái nhà của mình được hết á. Cho dù mình có, chẳng lẽ mình nhốt mình ở trong căn nhà của mình hoài sao? Đó, mình phải ra mình nhìn nha, hoa hàng xóm, hoa công viên, rồi mình tận hưởng cái sắc đẹp của mùa xuân. Beautiful. Trời ơi, rụng rời luôn á. Ta nói em bị thu hút. Tuần nào em cũng có niềm vui hết. Hoa nào đối với em nó cũng đẹp hết trơn á. Mỗi một cái hoa nó có đẹp của nó, từ hoa dại cho đến hoa lan, hoa hồng, hoa cúc, hoa dại, hoa rừng, hoa gì cũng đẹp hết. Đẹp chưa? Trên kia họ trồng trong cái từng bồn. Nhìn nó giống như English vậy đó, English Garden vậy đó. Sẵn rồi mình có công đi rồi mình quay lại làm kỷ niệm rồi mình
để cho cả nhà ai ai muốn coi thì coi, còn ai muốn đi được thì có sức khỏe không ngại lái xe thì cứ đi. Đó, cây này họ làm ngộ không? Nó cong cong mà nó cũng ra bông ra nụ ở trong rồi đó. Nguyên cái cây này cây màu đỏ. Hoa. Trên kia lò hoa trong mấy cái bồn bông rất là đẹp. Hoa hồng hoàn toàn chưa có nở ha, nguyên cái vòng cung này chưa có nở. Vườn hồng San Jose chắc cũng chưa nở đâu, tại mình cùng cái thời tiết của Bắc Cali mà. Đó, có cái hồ nè, hồ giống như hồ cá koi ha, đẹp chưa? Làm mấy cái thác ha, thác. Đó. Suối róc rách. Nhà ai mà làm mấy cái thác này trong nhà thì chắc là phải rộng dữ lắm. Rồi phải làm một cái hệ thống nước như vậy nè, nó cũng mệt lắm á. Không phải ai cũng có cơ hội, có điều kiện để mà làm những cái chuyện này ha. Không sao, mình không làm được thì mình cứ đi ra ngoài mình chơi. Không cần phải chiếm hữu, nhìn thôi. Chiếm hữu là mình phải maintenance. Cái gì mà mình sở hữu là mình phải bỏ tiền maintenance. Còn mình vui chơi dạo thì không cần, mình chỉ giữ gìn sạch sẽ thôi. Đó, đi làm đóng thuế đi rồi thành phố lấy tiền maintenance đó cho mình. Này là của quần chúng, không của riêng ai. Chiếm hữu thì phải maintenance. Đó, hoa này. Hai cái cây này màu đỏ này thì chắc là mùa thu nó sẽ rất là đẹp. Nhìn giống như cây mận ha. Đó, thấy không? Nhìn theo kiểu bonsai cũng có. Đó. Cái này thì gai gốc nè. Đó, rockery. Quá là quyền bỉ luôn ha. Này, nhìn theo nhìn giống như xương rồng ha. Nó thiết kế cái khu vườn này nó giống như Botanical Garden vậy đó. Hoa hoa xương rồng cũng có nè. Mà cái màu sắc nó rất là hài hòa. Rồi con đường đi nó cũng làm rất là sạch sẽ ha. Butterfly Garden. Vườn hoa bướm bướm. Thường thường mà mấy em đi học ở trong trường hay có field trip ở chỗ nào gần gần thì trường học sẽ mướn xe bus chở mấy em đi field trip để xem những cái vườn hoa. Đó. Còn ai rảnh thì có điều kiện chở con đi được thì đi, còn không thì phải đợi trường tổ chức. Mà trường tổ chức người ta đòi fundraising, rồi mướn xe bus, rồi phải book schedule. Ôi tùm lum hết. Đó. Cuối tuần mình chơi với con là tránh. Ngày thường cứ đi làm đi. Làm cuối tuần. Cuối tuần là spend time with family and kids. Đó, thấy không, đẹp chưa? Thay vì mình ngồi mình đọc sách cho nó là một chuyện, nhưng mà mình phải dẫn con cho nó thấy. Nó thấy được, nó nhìn. Đẹp chưa? Cho dù hoa xương rồng, hoa dại hay gì cũng có cái đẹp của nó hết. Mình ra đây mỗi lần mình đi ngắm hoa xong về tinh thần mình nó sảng khoái lắm. Đó, ở nhà mình có một bụi này bây giờ cũng ra bông rất là nhiều. Nhìn giống như cây sống đời ha. Đó, sống đời cũng ra bông chứ bộ. Đó, cúc dại nè. Nắng quá thì nó teo lại, nó không có nở ra nhiều. Còn mát mát xuống chút thì nó nở bung ra, rất là đẹp. Những cái này là người ta trồng, người ta thiết kế cái hệ thống nước recycle. Thường thường ở đây mình hay bị thiếu nước, họ hay dùng nước recycle water. Đó, họ tưới. Đó, thấy chưa? Lên đây chụp hình đám cưới, chụp hình ra trường, chụp hình sinh nhật, chụp hình cho tình nhân. Đó, thấy chưa? Aloe vera cũng ra bông như thường ha. Đó, đẹp chưa? Quá là ngầu luôn. Aloe vera thấy vậy mà nhiều loại lắm. Có loại ăn được, có loại ăn không được, chứ không phải thứ nào cũng ăn được đâu. Đó, cái cây này nè, cây này trời ơi, Ngọc Ánh mê quá đi. Nó bé bé vậy, nhìn giống như hoa anh đào mà không phải. Nó ra cái màu hồng hồng tím tím. San Jose mình rất là nhiều. Nhiều nhà trồng trong neighborhood cũng có. Mà đi ở ngoài freeway chỗ 680, mà khu Hostester với lại Landesto ở Montague, ở ngoài freeway cũng có nhiều cái cây này lắm nè. Mình không biết tên đó. Mà thấy hoa là coi như, thấy hoa là coi như cứ dừng chân. Hoa đẹp là phải có ong bướm đến. Còn chỗ nào dơ bẩn thì chỉ có dán chuột ruồi mũi nó đến thôi. Thành ra cứ muốn kiếm hoa kiếm bướm là phải chỗ làm cho nó đẹp. Đẹp rồi thì sẽ có ong bướm. Ong bướm nó chỉ chập chờn trong khu vườn tình ái, không bao giờ đến chỗ dơ bẩn. Đẹp chưa? Dày sao chịu nổi. Ây da, dày sao chịu nổi. Dày là bị gục ngã liền. Đó, thấy chưa? Ôi, rụng rời. Đấy, ong bướm nè, đó không? Ong nè. Ong mà nó đến nhiều á, nó thụ thai rồi nó hút phấn á. Đó, ong này nó đang hút mật nè, so cute. Đó. Bây giờ từ đây đến tháng 4, tháng 5 là mình sẽ đi dạo
thám hiểm mấy cái vùng hoa, vườn hoa ở cái vùng này. Rồi sau đó đến tháng 5 là bắt đầu vô tới mùa hái dâu với hái cherry. Mình sẽ khám phá những cái cherry farm và strawberry farm. Lúc trước mình đi mấy năm rồi không có đi lại. Dẫn mấy đứa nhỏ đi hái cherry cũng cực lắm. Rồi với lại đi hái trái dâu ở dưới Gilroy với Watsonville có mấy cái farm ở dưới. Đi cho nó gần, đi trên Brentwood City đi mệt quá. Nó đẹp chưa? Quá chừng lộng lẫy luôn. Đó, Riparian Garden, có tên có tuổi đàng hoàng. Đó, họ đặt tên cho từng cái khu vườn. Đó, họ làm mấy cái nhà này là cho hoa nó leo lên nè ha. Họ làm 4 gốc nè. Đóng 4 cái cọc này là rồi hoa nó leo ở trên đây. Trên kia còn có tổ chim nữa kìa. Chim rất là nhiều. Chim sẻ với hummingbird ở trong mấy cái khu vườn này rất nhiều. Thôi thật là sung sướng. Đó. Tạ ơn Thượng Đế cho mình cái Chúa dựng lên cho mình cái thế giới từ động vật cho đến môi trường cho đến thiên nhiên rất là đẹp. Con người mình không có nắng ra được cái cây đâu. Học cho nhiều cũng chỉ maintenance thôi chứ làm sao mà đủ sức để mà trồng nữa. Mình không có nắng ra cái cây, mình không nắng ra được biển. Đó là bàn tay siêu việt của Thượng Đế rồi. Có muốn cũng không có, không thể nào chối cãi được. Không tự nhiên mà có. Con người chỉ làm ra đồ vật, còn thiên nhiên đất trời là phải do Thượng Đế làm. Phải do bàn tay của Thượng Đế. Đẹp không? Con đường tình ta đi nè. Đó, con đường tình ta đi. Trời đã sang xuân rồi. Sau những ngày mùa đông lạnh lẽo ha, chắc cả tùm lum tùm la ha, máy hít làm cho mình khó chịu, chảy máu cam, chảy máu mũi, chùm sức lotion, vaseline, da dẻ nứt nẻ hết. Nay xuân trở về rồi, bắt đầu tung tăng dạo phố mùa xuân, thì thầm mùa xuân. Đẹp quá đi. Để em phải đi lên. Đi lên trên đây. Còn cái bồn bông này em chưa có quay, để em quay luôn cho nó trọn gói. Lễ kỳ sau mà mình không có đi, mình ngồi ở nhà mình view lại cái này thì mình nằm mình coi. Tại vì mỗi một đoạn đường mình đi qua là một kỷ niệm, nó nằm trong cái ký ức của mình. Bây giờ mình có cái YouTube, cái livestream, mình quay xong rồi nhiều khi mình ngồi mình coi lại. Trong những lúc mình không có cơ hội đi, mình sẽ ngồi lại mình nhớ lại kỷ niệm mình đã đi. Ui, hoa ngọc lan Magnolia. Cái này ít quá, có 3 bông thôi. Magnolia. Wow, cái landscape này là coi như take care là đuối luôn á. Phải giỡn đâu. Đuối. Cái này phải professional làm à. Họ đi chụp hình, họ đem mấy cái miếng này để che nắng nè, cho nó đừng có bị shadow nè, professional đó. Thấy chưa? Đẹp không? Quá cỡ luôn nè ha. Làm mấy cái nhà này cho bông nó leo lên nè. Rồi có sinh rửa tay, ngắm hoa xong rồi vô rửa tay. Quá sạch sẽ luôn. Đó. Rồi mấy cái bồn bông. Ôi ôi, con ong này to đùng luôn nè. Đó thấy không? Ong này với ong nồi dẻ. Ong giò dẻ hả? Quá chừng bự luôn, đen thùi lùi luôn, nó đang hút mật nè. Quá đẹp. Đẹp quá, chịu không nổi. Đó. Rồi ok, bye cả nhà ha. See you next time. Yeah, sorry.